gà thả vườn, chạy bộ aerobic đấy, thịt chắc và ngon lắm. Ăn thử một lần cứ nhớ cả đời đấy cô ạ. Này, mua đi cô. Để xem nào. Còn mỗi một con thôi đấy cô ạ. Được đấy nhá. Cho tôi lấy con này nhá. Lấy cả con. Lấy cả con hả cô? Ừ, có tôi. Này có ngay. Tôi sẽ gói cho cô luôn. Đợi tôi một chút nhá. Này sóng nên là cứ yếu yếu nha, sao tôi không bắt được sóng nhở? Chắc là nóng quá nên là mạng nó yếu đấy cô ạ. Tôi cân cho cô nhá. Đây, cô nhìn nhá, hơn 5 cân đấy. Tính tiền là 810.000, nhưng mà thôi, tôi lấy cô 800 thôi. Gì mà nhưng 800.000? Cái con gà bé tí này mà hơn 5 cân. Ủa, gà ngon như thế này, không ai người ta bán 150 một cân đâu cô ạ. Này, cô thử xem này, chắc đỉnh địch. Thịt nó chắc như thế cơ mà. Được rồi, tôi vẫn lấy ủng hộ bà nhá, nhưng mà này, tôi không có tiền mặt đâu đấy, có tài khoản ngân hàng không? Có chứ, thời đại công nghệ này tôi cũng phải bắt kịp thật nhanh như này. Đây, mã QR dán ở ngay bàn đấy, cô cứ chuyển là xong. Đây, tôi quét vậy. Đấy, xong rồi đấy, này, nhìn đi. Alo chồng ạ? Em đang đi chợ một chút đấy mà. Vâng, em về ngay đây nhá. Anh chờ em một chút nhá, em về ngay đây. Đây tôi xin cái. Rồi về ngay đây chứ nhà bao việc vội lắm nhá. Đây. Tiền vợ trả tiền gà đã nhảy thẳng nút vào tài khoản của chồng. Này con mụ để bán gà ấy, tưởng lừa được gà là vợ chồng mình đấy. Gà có 80 đến 100 thôi mà nó thét tận 150. Trời đất ơi, còn kêu là cái gì mà gà chạy aerobic. Nhưng mà chồng biết không? Quả này vợ chồng mình hời to luôn. Hời á? Hời cái gì? Trong con gà này có vàng đấy. Mụ đấy đeo nhiều vàng quá nên chắc là rơi vào không biết. Thế thì thần tài gõ cửa nhà mình rồi, để chồng xem được mấy chỉ nhá. Nào, ở đây bao nhiêu người như thế, về nhà rồi xem. Ai biết được cái sao? Nhờ, này, thế mình về nhà xem thành quả đi. Lạ nhỉ? Sao vẫn chưa thấy tiền vào tài khoản nhỉ? Hay là mạng ở đây vẫn yếu? Chỉ cần có một con gà thôi mà mình thu được cả bội tiền vào túi. Ôi, sao ngày chiều nay về nhà mình vẫn có gà luộc để mà ăn. Kệ xác nhà bọn chúng nó chứ, tham thì chúng nó chết, tham thì thâm mà. Chị à, còn mỗi một con thôi chị? Còn mỗi một con thôi, mua giúp chị đi để chị dọn hàng về sớm nhé. Ủa chị ơi, sao lại trong con gà lại có vàng như này? Ủa thế à? Vâng, đây. Ủa, chết rồi. Chị mải bán hàng bận bịu quá nên là rơi lọt ngay vào đây. Cảm ơn em nhá, không có em tí nữa thì chết. Thôi lấy nốt cho chị đi, chị cân cho, chị bán rẻ cho. Chị cân cho em đi. Được rồi, chờ chị một lát, chị sẽ gói cẩn thận vào cho em. Vâng. Ôi, lần đầu có người chê cả. Xong rồi đây em ơi. Ơi, hơn 5 cân, nhưng mà thôi, chị tính tiền cho em 710. Khuyến lại nốt cho em lấy em 700 tròn vì em đã giúp chị tìm được vàng nhá. Sao nặng thế chị nhở? Rõ ràng nãy em nhìn chỉ có 2 cân, 2 cân rưỡi. Hay, gà chạy bộ, thả vườn nên là thịt nó chắc. Ơi, cơ bắp như thế này nó phải nặng chứ em. Không giống gà ngoài chợ người ta nuôi cám đâu em ạ. Em đàn ông đàn an ít đi chợ nên là em không biết thì còn thắc mắc cái gì nữa. Vâng, thế thôi có khi chị chặt cho em lấy nửa con thôi. Chặt cái gì? Gà ở đây chị bán là phải nguyên con, không có chặt con chặt cái gì hết cả. Cho nên ở đây làm gì có dao dựa gì đâu. Ôi,
lấy cho chị đi. Chị đã bán rẻ hơn người rồi còn gì nữa. Ê, thôi, em không mua đâu. Này, đứng lại đây đã. Mày vào đây, mày hỏi mua gà. Tao đã gói ghém cẩn thận cho mày, cân đong đo đếm thì còn bán rẻ nữa. Bây giờ nói không mua là không xong đâu đấy nhá. Phải dấp là không bán được cho ai được. Tao tế bố nhà mày lên đấy. Thưa anh chị buồn cười đấy nhở. Nãy chị chào hàng thì chị đon đả. Bây giờ tôi không mua chị quay ra chị chửi tôi như nào. Khách chứ không phải mẹ tao mà tao phải chiều. Không nói nhiều nữa. Bây giờ không có cái đoạn nào buộc vào đây rồi lại cởi ra đặt lên bàn bán đấy nhá. Thế bây giờ có mua không thì bảo nào. Thôi được rồi, mua thì mua. Quét mã thanh toán vào đây. Em gửi. Đấy, nhanh nhẹn như thế có phải là vui vẻ không? Chị nào dám nói em một câu. Gà của em đây, mang về luộc lên mà tầm bổ nhá. Chào em nhá. Sao lại toàn gạch thế nhở? Cô ấy định lừa mình à? Chị kia. Sao mãi? Chị buôn bán lừa đảo gian dối nó vừa thôi. Này, thằng kia, mày bảo ai buôn bán lừa đảo đấy hả? Tôi bảo chị đấy. Chị nhìn đi, chị bán hàng cái kiểu gì? Lúc bán cho tôi là gà thật, bây giờ tôi mở ra là toàn gạch. Rõ ràng nhá, chị bảo với tôi đây là con gà cuối cùng. Tại sao bây giờ trên bàn lại mọc ra một con gà cọng vàng thế này nữa? Mà vừa nãy tao cân cho mày là con gà thật, tại sao về đến nhà mày lại thành gạch như thế này? Hóa ra mày cháo gà của tao để mày cố tình đến đây gây sự à, đòi tiền đúng không? Chị nói cái gì đấy? Chị lừa đảo rồi bây giờ chị vu cho người khác lừa chị à? Đấy, nói đến lừa đảo thì mới nhớ tới này, mày tới mua gà, mày bảo mày chuyển tiền vào đây cho tao rồi mà tại sao đến bây giờ tao vẫn chưa nhận được tiền à? Mày là lừa đảo đúng không? Rõ ràng nãy tôi chuyển tiền. Tôi có cho chị xem cái gì? Tao không cần biết. Chỉ biết là đến bây giờ tao chưa nhận được tiền là mày chưa trả tiền cho tao. Chị làm cái gì đấy? Chị định ăn cướp đấy à? Tao không thèm ăn cướp của mày. Cái này là trả tiền gà cho tao. Cút, cút đi. Mày cút đi không à? Cút ngay. Cút ngay, cút, cút, cút. Chị cứ đợi đây. Cút ngay. Chị. Chơi bà già này mà dễ à? Là vàng thật. Lời to rồi. Quái lạ nhỉ. Facebook, Zalo vẫn dùng đàng hoàng như thế này. Mạng khỏe nói mà tại sao vẫn chưa thấy tài khoản cộng tiền đấy nào nhỉ? Trước đây lại một khách nữa mua. Chết giờ đi chứ này. Cô ơi, cô bán cho cháu con gà với ạ. Lại con nổi nữa dính bẫy tham. Mua gà hả cháu? Ôi dồi ôi. Rồi gà ngon lắm cháu ơi, gà chạy bộ như aerobic này, tối ngủ ở trên cây như chim cả, còn có mỗi một con thôi. Cô bán rẻ cho 110.000 một cân thôi. Dạ vâng, cô cần luôn cho cháu đi ạ. Đi chở cô nhá, dạ. Cô gói lại cẩn thận cho cháu. Rồi. Đây rồi, xong rồi cháu ơi. Dạ. Con gà này hơn 4 cân. Nhưng thôi, cô tính 4 cân đi. 440.000 cháu ạ. Dạ. Của cháu đây. Ê, cháu làm cái gì đây? Dạ, cháu kiểm tra xem có đúng là con gà lúc nãy cháu chỉ hay là không. Không cần phải kiểm tra đâu. Cô bán hàng ở đây uy tín chất lượng lắm. Yên tâm, cứ mang về đi. Sao lại không cần phải kiểm tra? Bây giờ nhá, lừa đảo rất là nhiều. Hàng ở đây thì một đằng, về nhà mở ra lại một nẻo, biết đường nào mà lần nữa. Đấy kìa cháu. Ôi ơi, đừng cởi, đừng cởi. Ủa? Cái gì thế này hả cô? Lúc nãy rõ ràng là cô cần cho cháu con gà, bây giờ mở ra toàn gạch là sao ạ? Đã bảo là đừng có cởi ra mà này. Cô không biết nữa. Thực sự là cô bán hàng ở đây trong sáng à, uy tín chất lượng lắm mà không hiểu tại sao lại có chuyện này được nhờ. Nhớ bà cho tôi bắt cỏ táo nhá, bà cũng lừa đảo tôi nhá. Trời đất ơi, bà cố tình giả vờ cho vào mà con gà để mồi chài khách. Xong rồi lúc mà trả tiền thì bà cháu gạch thành gà hả? Tại vì cô tham lam. Nếu như cô không tham cái đám vàng đấy thì làm sao mà tôi lừa được cô nào? Đấy. Chính mồm cô cũng thừa nhận rồi nhá. Không những cô lừa cháu, cô còn lừa cô gái này nữa.
nhân chứng vật chứng rõ ràng đây rồi. Cô lên phường ngay. Ơ không không, tôi chẳng đi đâu cả. Bây giờ tôi đền tiền, đền gà là được cái gì? Cái gì? Thế thì á, bạn đến gấp 10 lần cho tôi, 5 triệu. Với cả lột hết sạch vàng ở đây. Lột hết vàng ra. Này này này, này chúng mày là lừa đảo à? Này, bà là bà không sợ chúng mày đâu đấy nha. Bà mà, cái bụng bầu. Bụng bầu đâu rồi? Bụng bầu nào? Sáng nay đến mua gà của tôi, rõ ràng là tôi thấy cô có cái bụng bầu to lắm cơ mà. Bây giờ sao lại không thấy nữa hả? Thằng này, mày còn đến đây làm gì nữa hả? Đi. Tên trên mã QR là Đỗ Việt Cường, không phải tên của chị đúng không? Không, tôi là Nguyễn Thị An cơ mà, sao lại Đỗ Việt Cường được? Này, anh làm cái gì đấy ạ? À? Tại sao tên của anh lại trùng với tên trên mã QR? Có phải là hai người thông đồng với nhau dán đè mã lên mã của chị ấy đúng không? Ôi trời ơi, đúng rồi, hóa ra là giả bầu để đi lừa đảo hả? Thì đã làm sao, bà cũng buôn gian bán lận lừa khách hàng thì làm sao hả? Này, vỏ quýt dày ấy có móng tay nhọn thôi. Tất cả giữ nguyên vị trí, các người đã bị bắt. Nhưng mà chúng tôi có làm gì đâu ạ? Tôi có làm gì đâu mà bị bắt nhở? Chắc là anh hiểu nhầm gì thôi ạ. Anh công an, tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc cô ta thừa nhận việc buôn bán lừa đảo khách hàng và việc hai người họ thông đồng với nhau dán đè mã QR lên mã của chị ấy. Tôi đã ghi lại đầy đủ rồi. Mày làm sao? Tham thì thâm thôi, mà tham quá cũng có ngày bị trả giá đấy. Muốn cãi lên công an mà cãi. Mời anh chị đi phường. Thôi ạ.